Mừng xuân năm mới, xin được giảm ngay 2 triệu đồng khi các bác mua một bình hút lọc sen phú quý tài lộc các bác ạ. Trước mắt các bác đây là bình hút lọc, vẽ 5 bông hoa sen tượng trưng cho ngũ phúc, sen phú quý tài lộc, được vẽ tay, vuốt tay thủ công 100% từ làng nghề gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Như các bác có thể thấy, đây là chiếc bình hút lọc rất là to, có chiều cao lên tới 35cm và cân nặng lên tới 6 cân các bác ạ, rất là nặng, rất là to và chắc chắn. Đấy, đặc biệt nhất đây là hàng được vẽ tay, vuốt tay thủ công 100%. Đấy, được vẽ tỉ mỉ 5 bông hoa sen. Đấy, cánh sen, đài sen là được vẽ rất là chi tiết và tỉ mỉ các bác nhá. Đấy, như các bác có thể thấy ở trên hình là màu men lam giả cổ rất là bóng. Bình này thì có chiều cao là 35cm và bề rộng là 30cm các bác nhá. Thì ngay đến cái tên gọi là bình hút lọc thì các bác đã thấy được cái bình này có cái tính phong thủy rất là mạnh mẽ. Đấy, nó giúp cho là chiêu tài hút lộc và đem về may mắn cho gia đình các bác. Thì nhân dịp đầu xuân năm mới, cơ sở Toản Phong Thủy xin giảm giá 2 triệu đồng, chỉ còn là 1.450.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác. Đấy, các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và không cần phải đặt cọc một đồng nào cả, để cho các bác có thể là hoàn toàn yên tâm được kiểm tra hàng thoải mái các bác nhá. Đấy, các bác đổ nước và xem là chất liệu bình các thứ nó không bị dò gì, không bị làm sao, không bị đứt lẻ, cho các bác kiểm tra hàng thoải mái, đúng như quảng cáo thì các bác nhận hàng. Và các bác lưu ý cho em, bình đang chỉ có giá là 1.450.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác. Số lượng thì rất là ít nên các bác mua hàng thì nhanh tay gọi điện thoại cho em theo số đang được hiển thị ở trên màn hình. Đấy, các bác có thể thấy bình hút lọc thì là có cái tính phong thủy là cái miệng của nó xòe rộng ra. Đấy, cổ thắt lại, bụng thì phình to cực đại để giúp cho chứa được những cái tài lộc, những cái vinh hoa, những cái phú quý ở bên trong được lâu bền các bác nhé. Thì đấy là cái ý nghĩa của một chiếc bình hút lọc. Nó rất là đặc biệt, nó rất là độc đáo. Thì các bác bày ở phòng khách, bày ở phòng thờ thì khách khứa ra vào chắc chắn là sẽ hỏi các bác là bình này là các bác mua ở Bát Tràng đấy, và có giá phải tới 2 triệu, đúng không ạ? Bởi vì những cái bình to như này giao đi rất là khó khăn nên các bác là phải lên Bát Tràng để các bác lựa chọn, để các bác mua thôi đấy, chứ ít nơi mà người ta giao được cho bác cái bình to như thế này. Vậy thì bên nhà em giao đến tận nhà cho các bác miễn phí vận chuyển, đúng không ạ? Miễn phí vận chuyển, các bác được kiểm tra hàng, không cần phải đặt cọc đồng nào cả, để các bác yên tâm mua được hàng từ làng nghề gốm sứ Bát Tràng chính hãng các bác nhá. Đấy, và em là nhà lò Toản Phong Thủy, các bác mua hàng thì gọi điện thoại ngay cho em theo số đang được hiển thị ở trên màn hình. Xin được cảm ơn tất cả các bác. Các bác nhớ gọi điện thoại trực tiếp cho em theo số đang được hiển thị ở trên màn hình các bác nhá.